chén trộn với nước. Thì ở đây làm một tô rất là nhiều, có thể ăn đây mình theo cái đũa. À, cái bánh tráng trộn này thì được làm bằng bánh tráng và nó có ớt những cái gia vị rất là ngon. Có gì à, có được hai cái trứng cút này các bạn, trứng cút với lại ở dưới biết có cái gì không? Gió nó bay mà. Bây giờ cái tô bánh tráng trộn này mình sẽ ăn nha các bạn. Mình sẽ ăn cái trứng cút trước. Đây, trứng cút rất là ngon. Ngon không? Cút rất là ngon. Mình sẽ thử cái miếng bánh này, nó khẩu vị của nó như thế nào nha. Cay, ngọt ngọt, rất là ngon. Có nhiều cái rau thơm với xoài trong này đó, ăn cho nó cảm giác nó ngon lắm à. Ở đây thì bánh tráng trộn rất là nổi tiếng. Ở khu đây buổi tối rất là nhiều người ta đến đây, người ta ăn bánh tráng với lại uống nước, uống trà sữa rồi các bạn. Bánh tráng ở đây ngon. Các bạn đến đây hãy mặc áo, mấy những mặc áo không nhưng mà nó lạnh lắm các bạn ơi.
loại ăn mà nó lạnh, gió nó lạnh quá trời lạnh luôn. Đây còn một trứng cút cuối cùng để mình quất luôn nha bạn. Cút nó béo, đã làm sao phê phê mà